Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần, thì cũng là ngày truyền thống mà Lâm khai trương trở lại để bán hoa lan như mọi năm anh chị ha. Mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần nha. Và hôm nay mình sẽ có cái gì để các anh chị? Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị rất nhiều loại hoa lan mới tại vườn của Lâm nha. Đó, như trước mắt anh chị đang nhìn thấy đó là những cái chậu mà dendron nắng nè, sesa white thì màu trắng ha, pin thì màu hồng nè, còn này vàng nè, vàng lửa sọc nè, nó rất là đẹp luôn. Giờ mình đi từ trong này ra ngoài vườn đi ha. Đây là những cái chậu kiếm vàng này của rừng Thái nha các anh chị, nở hoa rồi chút xíu ở ngoài kia làm giới thiệu cho các anh chị. Nó mình vô cái chậu, vô cái đôn nè, để lên rất là sang luôn ha, nó rất là đẹp luôn, kiếm nha, kiếm vàng đó, để lên cái đôm. Cái chậu này chậu màu xanh ngọc rất đẹp luôn ha. Đó, các anh chị hoặc chậu vô chậu nhựa cũng được ha. Nó lá rất là dài to nè, bốn ngón tay của Lâm luôn nè các anh chị, bốn ngón tay của Lâm luôn, ghê không, bản lá to lắm, mình trồng ra chậu thì nó rất là nhanh to nè các anh chị. Đó, rồi mình ra ngoài vườn ha. Này Lâm chưa có trồng full hết nữa nè. Đó, Lâm chuẩn bị làm cho nó full hết cái chỗ này. Chỗ này nó lên nôn nắng ben soda rồi chớp nè. Nguyên cái chuồng cọp của Lâm chớp không trong này nè. Vài bữa các anh chị nhớ đăng ký kênh theo dõi, Lâm sẽ bán chia sẻ lại cho các anh chị chớp trong này nữa, rất nhiều luôn. Rồi. Chỗ này chưa full nè. Đó, kiếm này các anh chị nhìn thấy đẹp chưa? Đó, kiếm ha. Kiếm vàng nha, đặc biệt nha. Vàng này là vàng rất đậm luôn nè các anh chị. Nè, có chậu đã nở hoa nè, cái mã của nó nè, nó nè các anh chị, này gần tàn hết rồi, nó ở dưới gốc nó nở trước là nó tàn nè. Đó, anh chị thấy chưa, vàng này rất là đậm luôn, vàng này vàng nghệ luôn các anh chị nè, này gần tàn hết rồi các anh chị ơi. Đặc biệt ha, cái cành hoa rất thẳng, rất thẳng và mập nha, cành hoa rất thẳng và mập nè. Rất thẳng các anh chị, rất thẳng và dài luôn ha, hoa rất thơm đó. Cái này làm đếm thử coi, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 chậu nè. 32 chậu mà Lâm vẫn giữ nguyên, nguyên cái chậu nhựa, Lâm chưa vô chậu to nè. Nó khi mà mình vô chậu to là nhà nè các anh chị, nó phát rất là khủng khiếp, bản lá rất to luôn. Đó các anh chị, kiếm ha, kiếm vàng nha, sổ hoa rất là chuẩn luôn. Này bên Thái đã sổ rồi, người ta cũng chắc chắn rồi, nhưng mà Lâm đem về làm sổ lại lần nữa và cũng chắc chắn luôn. Đó các anh chị, tại vì từ một cây mẹ người ta ôm ra, người ta gây ra bao nhiêu năm mà mới được một bụi như thế này. Đó các anh chị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trên 5 thân, cả chục thân có luôn. Trời ơi nó bự nè các anh chị. Cái này á, cái chậu này Lâm bán giá khai xương đầu năm luôn ha. Là cái này á, là 1,5 triệu một chậu nha các anh chị nha, 1,5 triệu một chậu. Nhưng khi các anh chị mua hai chậu thì sao? Hai chậu thì thay vì hai chậu 1,5 triệu một chậu, hai chậu là 3 triệu. Thì năm nay là năm 2022, Lâm sẽ lấy giá là 2,2 triệu ha. Và Lâm bao ship cho các anh chị luôn trong 5 ngày đầu tiên nha. Các anh chị có chốt đơn, Lâm sẽ miễn phí ship trong 5 ngày đầu tiên nha. Và những ngày tiếp theo đó thì phí ship đồng giá của mình là 30k, nhưng khai xuân thì Lâm sẽ miễn phí ship cho các anh chị ha. Miễn phí ship cho các anh chị là mua từ 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu gì đó thì phí ship vẫn là 0 đồng ha. Chỉ tính tiền lan thôi. Đó các anh chị, hoa rất thơm và dài, cần rất là dài luôn nè các anh chị ha. Wow, bên này nó nở bông nữa nè các anh chị ơi. Rồi. Mới thấy luôn. Đó, nè. Mình để ý mình mới thấy nè, nó ra hồi nào Lâm không hay luôn nè các anh chị. Đó, đó các
anh chị thấy không? Đó là cái cành hoa nè, quá đã luôn. Ôi ôi, quá đã, quá đã. Rồi những cái này chuẩn bị hoa quanh năm luôn, cái này là hoa quanh năm nha các chị, không phân biệt mùa nha. Đó, trời đã quá. Tết mà nó ra à, có cái anh khách của Lâm á, Tết ra đúng ngày mùng 1 Tết luôn, màu vàng luôn. Trời, anh nói mừng quá chừng hên. Nói chung là nó may mắn các anh chị. Giống như năm đầu năm mới mà vàng nó đã vô nhà rồi ha. Đó, 32 chậu là 1,5 triệu một chậu miễn ship. Các anh chị mua từ 2 chậu trở lên là 2 chậu là 2,2 triệu, 2022 2,2 triệu 2 chậu miễn phí ship. Rồi các anh chị có, Lâm sẽ chia sẻ cái này 32 chậu Lâm sẽ giữ lại 2 chậu cùng với những cái chậu này, nó Lâm giữ lại là mình giống. À, còn các anh chị nếu mà ôm hết cái lô 30 chậu này, Lâm để giá sỉ luôn ha. Lâm để giá sỉ 30 chậu này luôn. Đó, rất là đã các anh chị. Ôi ôi nè. Bản lá này 500 thì khỏi phải chê nha. Rễ nè, thấy chưa? Đó, trời ơi, để lên giày dòm này các anh chị rất là sang luôn ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp nha. Rất đẹp. Đó, kiếm ha. Đây là kiếm. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi vô mé bên trong ha. Ở bên trong vườn trong nhà ha. Trong vườn trong nhà để mình làm sẽ giới thiệu cho anh chị tiếp. Dendro nắng 11 loại nha. Ok, mình đi vô thôi. Rồi, xin giới thiệu cho các anh chị ha, đây là những cái luống Dendro nắng của Lâm, rất là mướt. Nè, sang chỗ cắt lá da của Lâm này đẹp chưa? Cắt lá da xưa đó. Đó, vàng rực luôn, đã chưa? Vài bữa Lâm cũng có sức cắt lá da, các anh chị nhớ đón xem nha. Tại vì là một clip mà Lâm giới thiệu nhiều loại quá thì các anh chị sẽ bị phân tâm, không có tập trung được những cái loại sản phẩm. Nên hôm nay Lâm sẽ giới thiệu trước tiên là kiếm vàng đó. Kiếm vàng hồi nãy với bây giờ là 11 loại đen rô nắng ha. Đầu tiên là 4N nha các anh chị. Các anh chị đang nhìn thấy trước mắt của mình nè. Đó là 4N, nó bắt đầu nó nhú nụ rồi, thắt ngọn rồi. Rất là mập luôn nha. Giá của mình cũng là như những mọi năm ha, giá mình cũng như mọi năm thôi, đồng giá là 70.000 hết nè các anh chị. À, 4N nè, cây nè, rất là đẹp luôn. Hàng cái tay của Lâm nè. Đó, cái gang tay nè, một gang nè. Này tầm 30cm các anh chị ha. Cây rất là đẹp nè. 4N ha. Mặt hoa trên màn hình luôn, cây này hoa nó có thơm luôn, có cái hoa Lâm nhớ màu tím đậm á. Tím đậm nó thơm ha. Màu hồng đậm nó thơm, màu hồng lợn nó không thơm. Đó. À, nó sẽ ra sổ số trong này. Tức là có loại 4N nó sẽ ra đậm, có mặt bông nó sẽ ra lợt hơn một chút xíu nha. Đó, các anh chị nè, lên vòi nè. Đó, rất là đã luôn ha. Nè các anh chị, đó, mập quá chừng mập luôn nha. Quá chừng mập luôn nè, ú nù luôn nè. Đó, cây của Lâm rất là mướt nha. Nè, cho anh chị xem toàn cái luống nè. Đó, ánh nắng nó chiếu lên, giờ nó chá ớn luôn á. Đẹp chưa? 4N nha, mặt hoa thì trên màn hình. Còn cái này làm pin nè các anh chị. Pin nè, tôi cái nụ nó ra quá chừng, cái này chơi 8 tháng 3 luôn nè. Hả? Nó 70.000 đồng giá hết, Lâm khỏi giới thiệu giá nha các anh chị nha. Nè thằng pin nè các anh chị. Nè. Nó nụ nè, giờ nó ra nụ. Nè có cánh hoa của nó nè. Đó các anh chị xem. Đó, cánh hoa của nó y như hoa hồ điệp luôn các anh chị. Hai bên này nó rất là to nha, nó bành ra y như là hoa hồ điệp. Nãy chậu đầu tiên đầu clip Lâm có giới thiệu cho các anh chị làm pin này nè. Đó. Này mua về các anh chị mua sỉ cũng được nữa nha, mua sỉ tầm 50 chậu trở lên là lập tính giá sỉ rồi nha. Các anh chị mua mà số lượng nhiều thì Lâm sẽ giảm giá nha. Đó các anh chị, đẹp chưa? Nè pin ha. Đầu tiên 4N, hai làm pin nè. Nè cái nụ thừ lừ luôn nè các anh chị. Đó, rất đẹp luôn nè, cây trong này nè. Đó, cái bông ớn nha, khủng khiếp chưa. À, cái bông rất đẹp luôn nha. Đó, này các anh chị, cây nè, cây tầm hơn găng tay nha, hơn găng tay rồi đó. Bên này rất đẹp luôn nè, nụ nè các anh chị, chi chích nụ luôn, nụ rất là dài. Cái nào mà nụ nó không đạt á, cái vòi nó không đạt Lâm sẽ cắt bỏ ha. Ví dụ cái nụ này đi, nó cắt Lâm cắt bỏ đoạn cho cái vòi mới ở dưới đây nó nhú lên nữa các anh chị. Giống như này nè. Nè, cái vòi ở dưới nó sẽ nhú lên nè,
cái nụ nào mà nó không đạt á, cái vòi nào không đạt làm sao cắt để cho cái vòi ở dưới nó nhú lên nha. Anh chị chủ yếu sưu tầm giống nè, giống như cái vòi này nó không đạt nè, bị côn trùng chích nó quýu rồi nè, làm sao cắt bỏ nè, rồi cái vòi nó mới nó sẽ nhú lên nè các anh chị nha, nè nhú hai vòi luôn nè các anh chị ha. Đó, đen rô nắng mình chơi nó là vậy nè, nhú hai vòi luôn nè. Đó, cái này làm sao cắt bỏ ha. Nên khi ship hàng, nhận đơn hàng đến nơi á, có những cây làm sao cắt bỏ vòi trước cho các anh chị ha, để các anh chị chơi cái vòi tiếp theo cho nó đẹp hơn ha, để nó không bị sóc á. Đó, nó không bị sóc. Ok các anh chị, rõ chưa à? Ha. Rồi cái này pin là thứ hai ha. Rồi Ura Quang thì trước giờ các anh chị khỏi phải chê Ura Quang như cây mía thôi. Đó, Ura Quang này mình chăm sóc càng ngày nó càng lớn này, khủng khiếp lắm Ura Quang. Đó, lưỡi nó sọc sọc rất là đẹp luôn nha. Đó, bắt đầu nhú nụ rồi các anh chị ha. Thắt ngọn hết rồi nè, trời ơi nước mướt mượt như cây mía luôn nha. Ura Quang 70.000 một chậu. Lâm ship hàng từ 3 chậu nha các anh chị nha. Lâm ship hàng từ 3 chậu. Và đây là bữa nay là mùng 10, Lâm sẽ miễn phí ship từ ngày 10 đến ngày 15 nha. Từ mùng 10 đến ngày mùng 15 á. Tức là Lâm sẽ miễn phí ship trong 5 ngày đầu tiên cho các anh chị. Khi các anh chị đặt hàng từ 3 cây trở lên nha. Này các anh chị. Đó, mía không nha, mía Ura Quang nè. Đó, Lâm sẽ miễn phí ship tất cả ngày 5 ngày khai xuân đầu tiên nha. 5 ngày khai xuân đầu tiên. Đó, miễn phí ship cho các anh chị tất cả luôn ha. Rồi các anh chị tranh thủ đặt hàng ha. Các anh chị mua sỉ lẻ gì? Mua sỉ thì giá sẽ rất là rẻ ha. Mua sỉ về các anh chị đó, như cái pin này đó. Ngày nếu ngày 14 tháng 2 thì hơi cận rồi. Ngày 8 tháng 3 là ok luôn ha. Nè, bên kia nữa kìa. U này Ura Quang nè, Ura Quang lên nhú nụ quá trời. Ha. Đó. Còn cái này là, cái này là móng rồng. Đó, móng rồng nè các anh chị. Móng rồng rất là đẹp nha. Móng rồng này cây mập lắm. Nè, cây này các anh chị nó phù ở dưới nè. Rất là mập luôn nha. Đó, cây mướt mượt nè. Móng rồng rất mập. Đó, cây rất là đã. Cây nào cũng mập hết rồi các anh chị. À, móng rồng này sau này nó lên bụi khủng khiếp lắm. Các anh chị lưu ý cái lô móng rồng này của Lâm nghe, nó lộn một vài cây sesawai á. Sesawai là cái bụi màu trắng chậu khủng, lúc đầu clip Lâm có giới thiệu á. Đó, nó có sẽ lộn một chút xíu ở trong đây mà Lâm không biết lộn cái cây nào trong đây nè. Cũng lộn thôi. Nếu mà nhận được cái đó thì cũng ok các anh chị, rất là đẹp luôn, thơm nhẹ luôn ha. Con này móng rồng nè, đó. Anh chị thấy rõ chưa? Nè. Cây nó mập lắm, đã lắm, mướt mượt luôn. Đó, Lâm dưỡng từ trước Tết tới giờ. Bí mật đó. Rồi, cái này là vàng tia nè. Vàng tia. Ừ, nó cũng lên nụ quá trời. Này các anh chị, lá mít nè, đẹp lắm. Vàng tia nè. Đó, mặt hoa trên màn hình nha. Này ra hoa hổm Lâm có chụp lại. Bây giờ nó chưa kịp bung nè, nó. Cái này cái nào cái dòi đó chị. Cái dòi nó không đạt Lâm cũng cắt ha. Lâm cũng cắt để cho cái dòi khác nó ra cho các anh chị chơi cái dòi tiếp theo nha. Mà cái dòi hoa bói á mình không có đạt ha, dòi hoa bói không có đạt. Mình cắt cho dòi tiếp theo nó ra cho nó đã. Này vàng tia. Đó các anh chị. Ôi ủa, cây nào cây nấy mập như cây mía mà lá nó mướt thiệt là đã luôn. À, thấy chưa? Vàng tia nha. Rồi cái này là cái gì? Cái này là bà liễu. Đó, bà liễu nè. Bà liễu nó cũng ra nụ rồi kìa các anh chị nè. Đó, bà liễu thì trước giờ các anh chị cũng biết rồi, bà liễu thì nó thơm. Màu trắng lưỡi tím ha. Đó, bà liễu của Lâm. Nè nha, cây nè. Cây như thế này nha. Cây tầm hơn 20cm rồi, hơn găng tay của Lâm nè ha. Bà liễu nó mau cao dữ lắm các anh chị. Nè, nhanh ra mầm, mầm gốc nè. Đó. Đã quá chừng đã luôn. Rồi bà liễu nha. Rồi cái này là banana. Banana cây này nè, nó chậu này nè, lùm nha. Banana nó lùm ha. Banana nè, nó thân nó tím nè. Một chút có ben soda nữa, Lâm sẽ chỉ cho anh chị. Nè banana nè. Cái lưỡi nó vàng luôn nha. Ủa, Lâm thích cái bông này ghê luôn. Rất là thích cái bông này. Nè, nó y như trái chuối chín nè, nó vàng mà trong nó trắng trắng ra.
ở mặt sau nó cũng vậy nè, nó tức mặt trước mặt sau cũng đẹp, rất thơm nhẹ nè, banana nè các anh chị. Đó, em để cái mặt hoa bói cho anh chị xem ha, nè lên hoa bói không có đạt. Đó. Đó, rất là đã luôn nè các anh chị. Cái nào mà anh chưa nở thì Lâm để mặt hoa mà hành, còn này nở rồi Lâm sẽ cho các anh chị xem trực tiếp ở đây luôn ha. Lâm thì Lâm chỉ up clip lên cho các anh chị xem, để có anh chị nhiều lúc anh chị bận công việc á, có thời gian xem, thì mình có thể tối về ăn cơm xong mình nghỉ ngơi rồi mình xem clip của Lâm rồi mình đặt hàng, sáng qua sáng hôm sau mình đặt hàng ha. Chứ Lâm không có livestream nha, Lâm không có livestream. Livestream chốt đơn á, anh chị nhiều lúc anh chị bận không có chốt kịp á, rồi gửi cây nó không có chuẩn nữa. Còn Lâm thì Lâm sẽ quay từ tổng thể đến chi tiết cái cây tại vườn của Lâm để các anh chị hình dung được tổng thể cái cây mà mình sẽ như thế nào khi mà mình nhận ha. Tại vì không phải là mình lựa từng cây được, mà mình phải quay từ chi tiết đến tổng thể để các anh chị hình dung được những cái size cây của nó như thế nào để mình biết mình đặt hàng nha. Nó như thế này nè các anh chị. Nó rất là đẹp luôn, banana nha. Rồi tiếp theo đây là bò tím. Thôi ôi bò tím thì khỏi phải chê. Lá nó hơi giòn nha các anh chị. Đó, tại vì nó mướt quá. Nè, bò tím nè các anh chị. Đó, đẹp chưa? Bò tím đó. Nè, cây nè. Cây hơn găng tay của Lâm nha. Đó. Nè các anh chị, lá mít rất là đẹp, bóng lưỡng luôn ha. Coi cái rễ nó mập phải không? Đó. Rễ này gãy không sao, về nhà các anh chị bọc bóc vỏ dừa ra hết nha. Lâm có gửi các anh chị đính kèm theo mỗi cái thùng lan của các anh chị á, là cái quy trình sản quy trình chăm sóc từ cơ bản đến nâng cao luôn nha. Các anh chị khỏi yên tâm, đừng có lo, có lo về kỹ thuật trồng Lâm chia sẻ hết cho các anh chị trong cái quy trình đó luôn á. Cơ bản nè, cơ bản khi mới mua về thì mình sẽ xử lý như thế nào, như thế nào, từng bước một nha. Còn nâng cao thì cái mặt sau Lâm có hai mặt, mặt trước cái tờ giấy là quy trình cơ bản chăm sóc cây lan khi mới mua về, rồi mặt sau là nâng cao lên, nâng cao lên rất là nhiều loại phân thuốc trong đó mà các anh chị cần phải học hỏi thêm nha. Đó nè cái nụ kìa các anh chị, cái nụ màu tím ngắt luôn kìa. Đó, bò tím thì các anh chị biết rồi ha, em sẽ để mặt hoa trong màn hình luôn. Rồi bò tím là một loại rồi, tiếp theo cái này là gì đây? Đồng tiền. Thôi ôi cái này có chớp luôn nha các anh chị nha, có chớp luôn đó. Lúc trước là bên Thái người ta đã sổ ra chớp rồi mà người ta quên chụp hình lại cho Lâm. Đó, cây nó như thế này các anh chị. Đồng tiền thì lá nó cũng phải đồng tiền. Đó, tròn vo luôn, rất là dễ thương. Nè, mặt hoa nè, nó lem lem vậy nên nó rất là dễ chớp nha. Đó, cái này số lượng không có nhiều đâu, không có nhiều đây thôi à. Đó, các anh chị nào lấy sỉ thì 50 chậu trở lên là Lâm đã lấy sỉ cho anh chị rồi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nè, lùm nè các anh chị. Đồng tiền nha, đồng tiền nè, nguyên cái luống đồng tiền của Lâm nè. Nó giờ lá nó cứ khinh khích nhau, nó che hết ráo, không thấy cái vàng lứa vàng vĩ ở dưới luôn. Đó, các anh chị nó rất xanh mướt nè. Rồi lá mít nó tròn, lá đồng tiền mà, lá mít đồng tiền luôn á nè, lá nó tròn nè các anh chị, thấy đẹp không, mướt rất là đẹp ha. Rồi cái này là kinh ba nè, kinh ba cây của mình. Đó, kinh ba giống giống như kinh hút môn nha các anh chị, mà hoa nó đậm nó đẹp hơn. Là kinh ba của mình đó. Cây này sau này rất là cao các anh chị ha. Cây thì khoảng tầm hơn 20cm đi các anh chị nha. Tầm hơn găng tay của Lâm đi đó. Nó tầm tầm vậy thôi chứ thật sự nó cao hơn nữa. Là cái vòi nó rất là dài các anh chị. Kinh ba nè. Để Lâm ngắt một cái bông bói cho các anh chị xem nè. Trong này nè. Nè, ra bông bói thấy ghét không? Nè, ra bông bói không có đạt. Để Lâm cho các anh chị xem trên màn hình của Lâm cái chậu mà kinh ba, nó rất là cái vòi hoa rất là dài nè, rất là dài luôn, bông rất là đẹp này, kinh ba nè các anh chị. Rồi đằng này còn khúc bò tím nữa nè. Đó rồi xong chưa, xong rồi mình ra ngoài này đi, ngoài này ben soda. Đó, ben soda nè các anh chị. Ben soda chậu cũng 70.000 luôn ha. Rồi trên thị trường đang bán 150.000, Lâm bán 70.000 à. Tại vì Lâm trồng cây từ nhỏ tới lớn nên chi phí nó cũng không có cao. Đó. Không cao, từ cây giống rẻ thì Lâm sẽ xuất hàng ra nó rẻ, đồng giá với các loại đen rô nắng kia luôn. Đó các anh chị nha. 70.000 một chậu. Đó, chậu vậy là Lâm đã xuất đi cho các anh chị rồi. Đó.
nó lùn nha các anh chị. Ben Suda này lâu lớn lắm nha, nó chưa tới gang tay nữa mà nó đã có hoa rồi nè, ba lớn vậy thôi nè, thắt ngọn chuẩn bị có hoa nè các anh chị, nó chậu vậy thôi nè ha. 70.000, giá thị trường 150.000 các anh chị ha, rất là thơm. Ben Suda đệ nhất thơm nè, cái cây có chút xíu vậy thôi nè là nó đã ra bông rồi nè các anh chị. Đó, đẹp chưa, Ben Suda màu vàng nghệ rất là thơm luôn nè. Nè, Lâm sẽ lựa những cây như thế này Lâm xuất đi cho các anh chị nè ha, thân tơ đó, 70.000 một chậu nha. Nè, Ben Suda ra bông thì quá chuẩn rồi các anh chị, nó cây chút xíu này thôi nè các anh chị mà nó ra bông thấy ghê không, nó lâu lớn nha, nó lâu lớn nên giá thị trường cây to nó mắc là vậy, mấy triệu một cây là vậy các anh chị ha. Nó rất là thơm luôn nè, Ben Suda nha. Nè, cây vậy làm xếp đi cho các anh chị là ok rồi nè, rất là đẹp luôn rồi đó ha, 70.000 luôn nha các anh chị nha. À, xuất cây như thế này nè các anh chị, đó Lâm lựa ra cây nào chưa lớn tới thì Lâm chăm tiếp nha. Đó, này mấy hoa này Lâm để cho nó sổ cho nó chính xác á nè, mà sao không chính xác được, dòm thân lá là Lâm cũng biết rồi. Rồi Ben Suda 70.000 một chậu luôn đó. Thì nãy giờ sáng giờ mình tổng hợp lại cái nữa đi các anh chị nha. Đầu tiên là cái kiếm nãy ha, kiếm vàng đó, kiếm vàng đó là 1.500.000 một chậu, nhưng mà các anh chị khi mua từ 2 chậu thì Lâm sẽ tính giá là 2.200.000 Lâm bao ship luôn nha. Còn các anh chị nào có ôm lô nguyên cái lô 32 chậu nhưng mà Lâm sẽ xuất xỉ cho các anh chị 30 chậu thôi nha, trừ lại 2 chậu Lâm làm giống nữa, với mấy chậu kia Lâm cũng trồng vô Lâm làm giống, mốt tách ra nữa các anh chị, tách ra về nhà tách ra vô chậu to nó mau lớn lắm. Rồi đó là kiếm à, thứ nhất đó là kiếm ha, thứ hai đó là đen rô nắng. Đen rô nắng bao gồm cái gì, thứ nhất nè là 4N, thứ hai là pin nè, thứ ba là Urawang nè, thứ tư là móng rồng nè, rồi thứ năm là vàng tia, thứ sáu bà liễu, thứ bảy banana, thứ tám là bò tím, thứ chín là đồng tiền. Đồng tiền có chớp luôn các anh chị ha, hên xui nha. Thứ 10 là kim ba và 11 là Ben Suda. Rồi 70.000 đồng giá luôn nha các anh chị nha. Lâm ship từ 3 cây, Lâm miễn phí ship trong 5 ngày đầu tiên của xuân Nhâm Dần, từ mùng 10 đến mùng 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần các anh chị nha. Các anh chị nào ủng hộ thì cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978813282 trước Tết đến trước mùng 10 á, thì Lâm chưa khai trương nên Lâm chưa có nhận cuộc gọi từ các anh chị, nhưng mong các anh chị thông cảm ha. Từ mùng 10 trở đi thì tổng đài 0978813282 của Hoa Lan Thanh Lâm sẽ nhận chốt đơn cho các anh chị ha. Các anh chị cứ gọi vào số máy đó hoặc là nhắn tin hoặc là Zalo nha. Thì các anh chị có thể liên hệ từ 8 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối nha các anh chị. Khuya quá thì Lâm không có nhận được đơn hàng ha. Khuya quá thì Lâm và trợ lý vợ Lâm rồi cả gia đình đều nghỉ ngơi các anh chị để lấy sức làm việc cho buổi ngày tiếp theo, nên Lâm chỉ nhận đơn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thôi nha. Anh chị nào mà có coi clip tối thì có thể qua hôm sau mình sẽ nhắn tin hoặc là điện thoại cho Lâm sau nha, rồi Lâm sẽ chốt đơn rồi gửi đi cho anh chị. Thì thời gian nhận hàng là ví dụ như mùng 10 này Lâm nhận hàng thì tới 12 tay ha. Nó trùng với 12 tay tháng 2 á, ví dụ ngày 10 tháng 2 Lâm nhận hàng thì ngày 12 tháng 2 Lâm sẽ gửi ra hàng đi như vậy ha. Tức là Lâm sẽ làm ráo xong Lâm mới đóng đi cho các anh chị nó an toàn á nha. Thì đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước luôn ha. Mình ship thì thành phố Hồ Chí Minh nhanh thì có nơi thì ship hôm trước thì hôm sau đã lấy được hàng rồi các anh chị, đã nhận được hàng rồi. Còn các tỉnh xa hơn thì 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày đó chuyện bình thường. Và các anh chị ha. Tình hình dịch bệnh thì cũng có một số là gián đoạn thì có thể nó sẽ chậm hơn chút xíu, nên mong các anh chị sẽ thông cảm cho Lâm và cho bên phía vận chuyển nữa nha. Nếu có vấn đề gì cứ báo cho Lâm, cây gãy hoặc báo cho Lâm, chụp hình gửi cho Lâm, Lâm sẽ gửi cây khác để tặng cho các anh chị. Các anh chị cứ yên tâm vấn đề đó ha. Thì các anh chị nào khách quen của Lâm thì cũng đã biết Lâm rất là lâu rồi về những chế độ bảo hành này nha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc các anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.